bà ta sốc ho lẹ hơi bà từ ngày mình khi nhóm bàn thì dây thả bà hai chơi tranh bà là mấy dùm đại chú bàn gì ta sốc lọp lọp còn tại ngày ni ta sốc bàn lại mình đi về ngày nơi nó nơi dương mau bùng bay nên sam sắp nịt tí nên sống tôi mau bùng bay cút ta sốc bàn lại thì dạ phê sam sắp nịt tí quan thì dây khóc đau được pram chùm nơi hai xa rập hiếp trăng trăng thả quát cư chi ở dòng mà kê điệt bà hai miền cho bác ấy thì bông bông cho nam ta sốc á bà quát cho bà hát quát này dây mò mắt 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 anh đang quát cho bà hai con mà con dây thơ lê 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 này anh đang còn dây màn thì chẳng pram cho mấy đã con này dây mình ấy khá đại sao nhưng dây bàn ta đọc này tí thế chẳng hãy khi nhóm trời xong khai khá quát bàn cho lại tốp tư nâng xong tách vô thập ở đây này vô đồng trấy hai ấy quát lược lang pram cho mấy tì mũi quát quát bàn này dây thá bởi chị phù nó nâng chị cao chị cạnh chẳng vừa bọt mình cao tế dương mơ tập là tiếp lương đó đang ngày còn priếp thiếp lời ở đây chị phụ non cho mùi nâng là tiếp lương ngao ta sọc vậy ta sọc ta sọc anh bạch priếp thiếp lời chị phụ non đấy ta sọc anh màu khmai hai chị bìm bình tạm lời lực bường lươn tới con giả nụ kệ bác đó công tơ chất bì rồi có cái nơi ta bọt bàn đây kê chết xùm rùa thơ mách ai bọt cao xong bây giờ là tế lương của mình cao vì mình là yên đây vì em đại bình thơ mình ta ta sốc anh đấy thơ là tế lương cả chị buôn tròn tròn nó phải được có cái nhau tay chết đang phơi lửa bươn lươn này kết với hai nè bạc lửa bươn bàn này có cách lửa bươn bàn ọt mình phơi khai bọc khai cả lạp đi tế đời xa tay cả lạp đời xa tay và chạy cái tên nhạc bạc bò mà chẳng luôn còn mặt đăng đây bạc kê nhạc bạc thôi mà đà tu tơ mình phơi mình slot cái ai bạc bàn lực công tơ bì rồi phỏng nè anh ấy mình lực tới chất ở nhà bạc lươn đấy bàn tay dương trắc đăng ra phơi bươn lươn kê thơ bạc là dạng sưu đấy cho thùm rôn bà chích phu non đại chủ nè nâng chùm lạch mùi tớ priếp thiếp bà chích chùm mùi nâng là tệ lường nguyên tay tớ sọc anh đấy đã priếp thiếp chanh và khi nhóm priếp chanh đi tì bi tớ sọc bàn á an dạng chỗ ba nâu niệt tí tì đọc nâng nông lai nâng tha tớ sọc bàn dọc bò rà miên bi Việt Nam chẳng bà chế hai tha tớ sọc mần mên chí cần chế khám ai đi tớ sọc mần mên thưa đâm bây khám ai đi cứ tớ sọc thưa đâm bây phò và dòi chôn bò tì nè nà mần đang tha kháng nông kìm chong ở dương chích kìa chong ở dương chích bệnh đi tì chẳng hay quát xa rập hiếp thạc quát bàn và tuôn bò rầm miền nông nơi nghề ti ti đọc đại Việt Nam kệ bàn và chanh bò rầm miền mộc thá bệnh đi bà chích tróng trớ tầm lấy bà hai bà mùi bọn tơ bà bà bọn liên đà là chân hai bàn chí chân mình chí khai khát lối khai nạ chí tử chân mình lối chí đo bà mùi bà bọn liên khai khát áo khai nạ chí vĩnh bà khai nạ chí tử anh nâng quạt thác quạt tờ tùa bàn bò đầm miên bì Việt Nam nè khơi nhé tờ sọc chanh cái tối giá xa là phía bà lấy nâng tờ dơ bò đầm miên bì Việt Nam mòn dây khơi khơi trong dây thì ngay mình thả tạt sốc dây miệng đang cho lấy ắt cho bát tê chẳng hay mền vô bò đầm miên bị bò đầm tê vô bò đầm miên bị bò đầm tê mà nhung nhung mà vay bà hà nhá tạt sốc ai ắt lo đi cái lại nè trái nhơi tì bay tạt sốc ba này dây thả hạt ấy ban mình chích ở tròn tới ba bò tới tới chích viên rồng ngọc ấy ba tạt sốc can cắt cà bát tê chia đó bát chia bọc mái chạm tạt lìa hành tập này tới chẳng quạt cầm nát quạt quạt trăng ở chi trăng vì từ lề một buôn mà bọc cho bàm bơ bọc chạng rê bọc ion bay từ trăng từ đó cặp bột cặp bông sao ông cài bây từ bạc tiệp bên nào bạc làm bạc khai khôi hay tha ra cho nào sầm pon hay còn tha bởi chi viên bản nước việt khôi hay tha ra cho nào sầm pon từ trắng tới từ sọc ơi từ sọc chấm nát ti buồn từ sọc tha chi trăng ở lối tây, là chúng tôi chỉ trăng ở lối tràn, chỉ trăng nữa, và tháp bò đầm miền tây Việt Nam nữa, mà chỉ trăng á, từ ở vùng bờ quan liên đó là, bàn tay chỉ viên đôi tham ai dương của bông ở chỉ nữa, chỉ đầm miền cái khai khai nữa, cao khai nữa, cứ ở tại một quan bờ rồi liên đi, ta sốc ánh lọc men rồi ấy, tôi giờ chỉ trăng ở lối tràn này chỉ viên ở lối tây. Ba tờ sọc anh vừa play cho play bài play lúng tờ sọc anh thơ trăng chạm đây ở phần màn là
ធ្វើវៀងអស់ដីប្រហែលឡានចំណាយពេលប៉ុន្មានបើជីកត្រង់ចំណាយពេលប្រហែលជា3ឆ្នាំទេប៉ុន្តែជីកវៀងគេសន្និដ្ឋានថាអាចនឹងដល់5ឆ្នាំឬក៏4ឆ្នាំហើយវាទៅជាជីកត្រង់អស់លុយតិចលុយច្រើនជាងជីកវៀងវាទៅអញ្ចឹងទៅហើយចង់បញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលគេមិនជីកឲ្យប៉ះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដោយសារផ្លូវស្រុកខ្មែរយើងវាមានដីទំនេរច្រើនអញ្ចឹងហើយមិនខ្វះទេម្លុកណាដែលអាចវៀងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋគេវៀងគេធ្វើមិនឲ្យប៉ះផលប្រយោជន៍ប្រជាជនហើយមិនមែនវៀងផ្ទះប្រជាជនបានន័យថាធ្វើឲ្យខូចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេពីព្រោះបើទោះជាមិនវៀងក៏ផ្លូវនឹងវាត្រូវតែអញ្ចឹងដែរដោយសារតែអានឹងវាជាបលាយពីមុនមកស្រាប់អញ្ចឹងហើយគ្មានពីណាទៅធ្វើផ្ទះនៅលើបលាយទេនៅលើអូបរានទេយើងយកអាដានបរាននឹងធ្វើជារបស់ថ្មីទៅវាគ្មានប៉ះពាល់ពីណាទេពង្រីកប៉ះពាល់តិចតួចគេសិក្សាបើទៅសុកឯងបែបគ្មានសិក្សាទេគេសិក្សាឡើង2ឆ្នាំបានគេធ្វើចេញជាគម្រោងនេះឡើងមកហើយទៅសុកឯងមកនិយាយភ័យៗអញ្ចឹងទៅដល់ចំណុចទី5គាត់សារភាពថាគាត់អានព័ត៌មានដែលទទួលបានពីវៀតណាមនោះយ៉ាងជក់ចិត្តយ៉ាងផ្អែមអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ងប់ងល់ពីព័ត៌មានបរទេសគាត់ទទួលព័ត៌មានពីបរទេសគាត់យកព័ត៌មានបរទេសដែលចង់បំផ្លាញខ្មែរធ្វើជាព័ត៌មានច្បាស់ការរបស់គាត់យួនវាអ្នកប្រាជ្ញវាចេះធ្វើសัตว์ក្រពើយំណាខ្ញុំអានជក់ចិត្តណាខ្ញុំអានចិត្តមែនតើអានគេហៅថាបទអត្ថាធិប្បាយរបស់ការសិក្សាការសរសេររបស់អ្នកប្រាជ្ញយួនណាបាទជក់ចិត្តណាជក់ចិត្តត្រង់ថាប៉ែមអើយប៉ែមអ្នកប្រាជ្ញវាអត់ដែលមានសម្ដីអីប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាទេអ្នកប្រាជ្ញវាអត់មានប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាទេអត់ទេមិញនឹងបើកឡានមកនឹងនិយាយឲ្យពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតណាប្រតិកម្មពីរឿងខ្ញុំម្សិលមិញនិយាយរឿងប្រេកជីកងឹកកងុកនឹងហើយដល់ពេលគាត់ឆ្លើយមកវិញគាត់មិនឆ្លើយឈ្មោះខ្ញុំទេគាត់ឆ្លើយថាគេហ្នឹងណាគាត់ឆ្លើយវិញគាត់ថាអាហ្នឹងមកពីភូមិឋានអ្នកស្រុកមកពីទីតាំងរបស់អ្នកស្រុកមិនចង់ផ្ទះប៉ះពាល់អ្នកស្រុកត្រេតជីកកវិកវិញអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ប្រាប់ដែរថាអាជីកមែនតើហ្នឹងតែ7គីឡូទេអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ណាបាទេណាហើយយើងឃើញហើយឥឡូវហ្នឹងអាកប៉ាល់មកពីក្រុមហ៊ុន CCCC 4ដងហ្នឹងវាមានកប៉ាល់មួយមកហើយខ្មែរយើងខំប្រឹងអួតថាហ្នឹងកប៉ាល់យក្សអីហ្នឹងធម្មតាទេអាហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាកប៉ាល់កោសជាកប៉ាល់ដែលបូមកោសបាតលេអាហ្នឹងគេសម្រាប់កោសបាតលេបាតអូបាតស្ទឹងណាអាហ្នឹងធម្មតាមិនសិនអាហ្នឹងនាវាហ្នឹងតម្លៃប្រហែលជាតុង5លានអី5លានដុល្លារណាប្រើបានយីតសុកសុកឯងដងម្លឹងអស់លះហើយតសុកឯងនិយាយមកនេះអស់ហលីងតែម្ដងអាហ្នឹងនៅនាទីទី20តសុកឯងថាជក់ចិត្តណាស់ផ្អែមណាស់ព័ត៌មានដែលខ្ញុំអានពីវៀតណាមមកនោះយកព័ត៌មានពីវៀតណាមទម្លាក់ទៅចិនដាក់បន្ទុកមកលើខ្មែរគ្នាឯងណែតសុកឯងខ្ញុំថាតសុកឯងមិនមែនធ្វើដើម្បីខ្មែរយូរហើយឥឡូវមែនឈប់ណាតសុកហើយបែបជាក្តៅក្រៅស្លឹកត្រចៀកនឹងវីដេអូខ្ញុំថ្ងៃមិញយ៉ាងបានចលុបផុសចោលបាត់អានេះគឺជាការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំឆ្លើយតបទៅចេមសុកកញ្ចាស់បរទេសឥឡូវនេះអ្នកណាកញ្ចាស់បរទេសពិតប្រកបកុំលុបឡាយនឹងចោលចិត្តសឿងទុកឡាយនឹងទៅហើយខ្ញុំក៏បានថតរួចហើយដែរអាឡាយនឹងចាំខ្ញុំបង្ហោះជាសាធារណៈឲ្យបងប្អូនមើលហើយចិត្តសឿងកូនប្រុសតាឯងកុំលុបឡាយនឹងឲ្យសោះទុកធ្វើផោះតាងបើតាឯងស្អាតស្អំមិនហ៊ានស្បត់ជាមួយសម្ដេចតេជោឲ្យកុំលុបឡាយនឹងចោលឡាយថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃទី6ខែ8ឆ្នាំ2024នេះឡាយទើបចប់មិញទេដល់ឡាយនៅពេទ្យទៀតចិត្តជាកូនប្រុសបើមិនហ៊ានស្បត់កុំលុបឡាយនឹងចោលទុកឲ្យគេទៅមើលសម្ដីតែសោះឯងណាវាទៅជារដ្ឋាភិបាលជីកពងវៀងកុំឲ្យត្រូវផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
វាគឺជារឿងមិនសមស្របទៅវិញនឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលជីកប៉ះពាល់ផ្ទះជីវរដ្ឋតាសុកឯងនឹងវាយប្រហារទៀតថារដ្ឋាភិបាលធ្វើគ្មានការអនុគ្រោះដល់ជីវរដ្ឋណាទេធ្វើដើម្បីបំផ្លាញជីវរដ្ឋគំនិតតាសុកឯងគេស្គាល់ដល់កាយប៉ុន្តែសុកឯងគ្មានកាយទេដោយសារអាសក់កលែងកាយនឹងជ្រុះអោយវីដេអូនេះឆ្លើយទៅតាសុកកញ្ចាស់បរទេសប៉ុណ្ណឹងតាសុកឯងឈប់និយាយភ្លាមកុំឲ្យខុសខ្លាំងជាងនឹងយីតានេះចាស់ចិត្តងប់ទៅវិញហើយធ្វើកាចាស់បរទេសសោះហើយសន់សិតតែធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍ខ្មែរខ្ញុំខ្ពើមណាពាក្យហ្នឹងនិយាយឆ្កែតែឯងស្ដាប់ទៅមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា